Chào mọi người nhé, em đang cấp cứu cho cái con robot hút bụi nhà em đấy. Chỉ một chút sơ suất thôi là có thể đi tong tiền triệu. Hôm nay trong lúc bấm dọn nhà quên không để ý thì cái thằng con nó uống nước, nó đổ hết ra nền nhà, nó lại ở dưới gầm bàn, vũng nước ở dưới gầm bàn. Thế là nó hút nước ở đây, may mà mình phát hiện sớm. Lúc cô đang chạy thấy nước nó trôi trết ra nền nhà ấy, em phải dừng ngay nó để đi sấy khô cho nó. May sao nước hầu như nó chưa vào động cơ nhiều. Đây, trong lúc nó làm việc thì mình bất chợt quay ra nhìn thấy nó đi một cái đường rất là bẩn đấy, nhìn này, trôi trết từ chỗ ấy ra đấy. Mình mới ra mình xem thì hóa ra là nó đã vừa hút một đống nước vào trong máy. Đây, thằng con mình chơi đấy là nó đổ ra một cái vũng nước rất lớn ở dưới gầm bàn, mình không để ý được. Đây, nó dưới gầm bàn mình không thể nhìn thấy được, nên đâm ra là con robot này nó sẽ đã chạy phải và nó hút được một lượng nước rất nhỏ vào trong rồi, nó chưa hút hết cái vũng nước kia. Này, nó chạy ra đến đây và mình đã kịp tắt cái con robot ấy đi. Đấy, sau khi tháo hết các cái bộ phận ra để kiểm tra và để sấy thì thấy cái tấm lọc HEPA này rất may. Rất may cái tấm lọc HEPA này nó vẫn chưa dính được một tí nước nào, thì chứng tỏ cái nước nó vẫn chưa vào động cơ. Tuy nhiên là mình vẫn phải chắc ăn, là mình vẫn phải sấy đây. Cái tấm rẻ này nó mới chỉ hơi ướt một chút thôi. Đấy, nó chưa hút được nhiều, chứ nếu mà hút nhiều thì cái tấm rẻ đã ướt hết rồi. Đây. Đây là cái hộp đựng rác. Hộp đựng rác thì rất là nhiều nước bên trong, nó hút vào trong này rồi đây. Các bác nhìn nó đổ nước ra đây này. Đấy, rất nhiều nước vào bên trong này, nhưng may sao nó vẫn chưa hút vào cái động cơ. Chứ nó mà hút vào động cơ thì thôi, quả này mất rất nhiều tiền, lại phải mang đi cho các bác bảo hành, các bác bảo dưỡng. Chứ ở nhà thì mình không sửa được cái vụ này nhá. Thứ nhất là mình sửa tự tháo ra, tự tháo vào nó cũng mất nhiều thời gian, mà mình còn không có chuyên môn. Mang ra ngoài nếu bị như này thì các bác tốt nhất là mang ra ngoài cửa hàng mình mua để các anh ở đấy các anh vệ sinh cho nó chuyên nghiệp. Họ có đủ thiết bị máy móc và biết cái chỗ nào cần thiết để sấy, chứ còn như mình thì mình không thể tự xử lý được. Còn từng may sao cái con robot của mình kiểm tra thì cái tấm lọc HEPA này vẫn còn khô. Đây, mình sờ chiếc soi chiếc các kiểu rồi nó vẫn còn khô, thì chứng tỏ chưa có cái lượng nước nào nó vào trong cái động cơ của máy, nên mình có thể xử lý qua ở nhà như thế này được. Đây, con robot của mình lúc chưa sấy nó ướt hết cái khoang này, khoang này là đầy nước, mình phải lấy rẻ mình lau qua một lần đấy. Và cái quan trọng nhất là đây, quan trọng nhất là cái khoang động cơ này. Đây, cái động cơ này, đây là cái khoang động cơ này, nó mà hút nước vào trong này là cái toàn bộ cái phần này ngấm nước là nó sẽ han gỉ và sẽ hỏng con robot của mình. Thế là mình sẽ sấy kỹ cái phần này, sấy kỹ tất cả cái khoang này, sau đó mình sẽ sấy sạch cái sẽ cái khoang này đi. Các bác lưu ý như ở cái video trước em đã nói rồi, thì cái tấm lọc HEPA này thì mình không rửa được nhá, mà mình chỉ có thể dùng máy hút bụi mình hút sạch bụi đi, hoặc mình đập xuống nền nhà cho nó sạch bụi ở đây đi thôi. Còn dùng định kỳ thì 6 tháng mình cứ thay cái tấm này một lần. Còn nếu mà đã dính nước ở đây rồi ấy, thì mình cứ thay luôn cái tấm lọc khác đi để cho máy nó hoạt động tốt nhất nhá. Còn những cái phụ kiện như thế này thì mình hoàn toàn có thể rửa được nhé. Đây, phụ kiện như này mình hoàn toàn có thể rửa được. Đây, những cái này nhé, mình có thể rửa sạch được. Mấy cái này thì cứ định kỳ các bác tầm một tháng cho nó tắm rửa sạch sẽ một lần là ok. Còn bình thường thì mình chỉ cần đổ rác sạch sẽ đi là được rồi.
Nhiều bác hỏi cái dòng máy của nhà em nó là cái loại gì thì em cũng nói luôn là Daewoo nhá, Daewoo T8 AIVI dòng của quốc tế. Ngày xưa em mua nó gần chục triệu, còn hiện tại thì em chưa cập nhật giá, em không biết đó là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại thì nó có nhiều cái dòng nó sang T9, T10 rồi sao ấy. Chứ còn của em mua là cái đời T8 rồi, T8 AIVI quốc tế. Đợt đấy em mua nó là vừa túi tiền nhà em, còn hiện tại thì nó lên đến T9, T10 rồi. Thì các bác con nào quan tâm đến sản phẩm mà cũng muốn mua cái loại giống như của nhà em này thì chắc các bác chỉ còn tìm những cái shop họ bán đồ sách tay ấy thì mới có thôi. Chứ còn cái shop chính hãng ấy, hàng chính hãng của Daewoo này thì hiện tại nó đã bán những đời mới nhất rồi, đời cũ họ không còn bán nữa. Thì bác nào mà muốn mua đời mới nhất thì cứ click vào cái link bên dưới em để mà mua thôi. Còn bác nào mà muốn tìm đúng cái sản phẩm mà nhà em đang sử dụng này thì chắc phải các bác liên hệ sang bên anh Quang Vacuum, không biết anh còn bán cái hàng này không. Anh Quang Vacuum nhé, các bác cứ search YouTube Quang Vacuum. Mua của bác đấy là rất là uy tín. Đấy các bác vệ sinh cái tấm lọc HEPA này mà sao mà dơ nó lên cái ánh sáng mặt trời mà mình nhìn đến cái ngón tay mình đằng sau này là được sạch này. Còn khi mà nó đã bám kín bụi thì nó sẽ như cái góc này này. Mình không nhìn thấy gì. Cái góc này là cái miếng nhựa đây này. Đấy, còn bình thường nó sẽ thông thoáng như thế này thì nó sẽ hút được bụi rất là mạnh mà máy nó chạy nó không, nó êm, nó không kêu to. Còn nếu mà đặt kín bụi trong này thì máy nó kêu rất to. Như mày sấy tóc ấy. Còn khi mà đã thông thoáng này thì máy nó chạy rất êm, nó chỉ rè 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 lau nhà thôi, quét nhà thôi. Đấy, các bác nhìn này.